chẽn. Để mình lấy xuống cho các bạn coi. Con này quá bự luôn các bạn, bự bằng con nãy luôn á. Nhìn thấy đó, quá trời bự. Ok bạn, để mình lại chỗ này mình thăm thử các bạn. Chỗ này bữa hổm nay mình thăm bữa nào cũng có. Lần nào mình vô đây cũng dính đó bạn, phải dính đường con nữa các bạn. Đó, bạn nhìn thấy không? Chuột bự quá trời bự luôn. Mình để mình leo lên mình quay cho các bạn coi. Đưa tay vô chắc cắn cục tay mình luôn rồi. Quá trời bự luôn các bạn, bự cho bá luôn. Cái này mình thăm 3 lần dính 3 con các bạn. Quá trời bự luôn. Chén. Quá phê. Để mình đẩy xuống nha. Xuống đây được. Để mình tắt nó ra cho các bạn coi. Quá phê. Có mồi nữa rồi các bạn. Thì ở đây mình nạp một chuối xong các bạn. Nạp một chuối. Cắt con kém. Rồi để mình thăm cái khác cho các bạn coi nha. Cái này nó đập mà nó bị ấy rồi các bạn. Giống như nó khép không kính lại nè. Trời ơi, ghê ẩu quá. Ăn mất tiêu mồi mình không dính. Để mình đặt lại các bạn. Mình mới đặt lại. Ăn mình thầm cần nó dính không các bạn. Chuối chín nè. Chuối chín gì thì sốc nó khoái lắm rồi. Chuối chín.
kiếm được con chuột nữa các bạn ơi. Xíu thả nó các bạn quý xíu sốc nó giận sợ rồi. Nó không dám ăn nữa. Đơn giản như vậy để mình đặt cho mình coi. Giờ còn 3 cái nữa. Yên tâm các bạn coi. 3 cái nữa xong. Để chỗ này để dính một cái hai con không các bạn. Nè không biết nó có dính gì nữa không. Ê dính được con nữa các bạn ơi. À, các bạn thấy nè. Hả? Thấy không? Dính được con nữa. Con cũng bự luôn các bạn. Bự. Chán. Lấy xuống cho các bạn coi. Con này quá bự luôn các bạn, bự bằng con nãy luôn á. Bạn nhìn thấy đó. Quá trời bự vậy. Ok. Con này con cái. Đây con hồi nãy con đực. Mình kiếm mấy con chuột dừa này là không phải dễ các bạn. Đánh cũng trận thân mới dính được. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Nãy giờ là 5-6 cái dính được 3 con rồi. Nãy con nhỏ thì mình thả cho nó đi. Nãy 2 con bự rồi mình bắt nó các bạn. Bực chán. Này về là gam vô địch luôn. Này không dính các bạn. Ăn cái chuối tơ mà không dính. Nay được 20 các bạn. Bữa thì dính được 5 con chuột. Nay thì dính được 2 con. Con được một cái. Bạn nhìn thấy được cái lắm. Rồi, ok. 2 con cũng được. Rồi, dính 2 con. Này cũng được các bạn. Sáng nãy dính 3 con là mà con kia nhỏ mình thả. 2 con này bự mình thịt ăn được các bạn. Bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Lưng nha.